Hello anh em. Thì sau khi chúng ta đã tổ chức một cái giải đấu khá là ngon lành cành đào và thật sự là đem đến cũng khá là nhiều những cái thăng trầm, những cái hay. Thì bây giờ thì chúng ta đã kết thúc giải đấu rồi các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ công bố, ok, để mình chụp mình dán lại các bạn nha, để anh em thấy được là số thành viên rồi bao nhiêu như thế nào. Đôi khi mình làm nó hơi lung tung một tí nhưng mà anh em cũng thông cảm, bởi vì gà mà từ từ làm không vội được. Ok, đây là bảng danh sách đây các bạn, đây là bảng danh sách thì chúng ta thấy được rằng là có ba đội cuối cùng là đội 4, đội 2 và đội 8. Và sau khi BK chính thức thì các bạn thấy được rằng là top 1 thuộc về đội Donut, đội đội 2 đó là One Hits và bé Học Lưu. Top 2 là thuộc về Donut và Thiên Tử, và top 3 là thuộc về đội 8. Thuộc về 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 đội 8 và Thủy Kiếm và Chú Cứ Để Em. Và sau khi giao lưu cùng anh em thì mình đã gửi tặng ba cái phần thưởng, cùng với phần thưởng in game là một con chiếu dạ vĩnh viễn. Chiếu dạ vĩnh viễn thì hiện tại chỉ có top 1, 2, top 3 cao thủ là có ba con, hiện tại thêm ba con, thêm tổng cộng là 6 con nữa, 9 con. Thì ở giải 3 là mình có được chuyển khoản cho bạn Nguyễn Văn Hậu với giá trị là 200.000 đồng. Top 3 giải PK đồng đội. Về giải nhì là có hai bạn, thì bạn Nguyễn Văn Hậu này thì giải 3 là bạn ấy nhận giùm luôn cho nên thành ra ok. Còn giải nhì thì bạn Nguyễn Văn Hậu, bạn Nguyễn Phi Hùng là cầm ác là Donald Trump. Còn bạn Thiên Tử thì chưa thấy BM lại, chắc là bạn ấy ốp ngủ một mắt rồi. Thì bạn ấy là đồng là giải 2 thì 300.000 sẽ chia đều cho mỗi bạn 150, 50.000 và một con chiếu dạ vĩnh viễn. Và cuối cùng là top 1. Top 1 thì ủy quyền cho bạn Phạm Minh Đạt nhận luôn. Thì có hai con chiếu dạ vĩnh viễn nữa và 500.000 Việt Nam đồng, và tổng giá trị của mình là 1 triệu Việt Nam đồng cùng với 6 con chiếu dạ vĩnh viễn. Thì các bạn thấy đấy, tổ chức giải nó cũng khá là vất vả rồi, cũng lơi bơi đấy, nhưng mà tóm lại một cái là đã thành công và cơ bản anh em khá là ủng hộ khi mà mình đưa ra phương án là mỗi tuần một giải. Sắp tới thì mình sẽ làm giải PK solo 1-1 và mong là anh em sẽ ủng hộ. Và các bạn thấy đấy, khi mà các bạn ủng hộ thì mọi thứ nó sẽ được giải quyết khá là triệt để và nó sẽ ngon lành cành đào nhất. Còn khi mà anh em không ủng hộ, dù con game nó có VIP như thế nào hay là con game mobile đẳng cấp thế giới hay là như thế nào đi chăng nữa, mà chúng ta làm không tới, anh em nó không ủng hộ thì đường nào nó cũng nát, chỉ là sớm hay là muộn, chỉ là thời gian ngắn hay dài mà thôi. Và con game mình đã tồn tại được hơn 20 ngày, anh em còn trải nghiệm cũng như ủng hộ khá là đều, cho nên mong rằng mình sẽ kéo dài cái server nó bền bỉ nhất và luôn có những sự hỗ trợ mới cho những anh em tân thủ. Các bạn có những thắc mắc gì các bạn có thể IP trực tiếp cho mình, hoặc các bạn điện trực tiếp cũng được, tôi là tôi nghe máy hết, thoải mái các bạn nha, gần gũi. Và có gì góp ý các bạn hãy góp ý thật thẳng thắn. Những game khác anh em không biết admin là ai, chứ với tôi các bạn đều biết hết, cho nên các bạn cứ góp ý thẳng thắn để mình có thể cải thiện ra một con game bền bỉ, giải trí, chuẩn chắc, đúng nghĩa. Cảm ơn các bạn và bye bye anh em, hẹn gặp lại các bạn trong những clip giải đấu tiếp theo. Chào thân ái.